các bác nhé, trong cái buổi sáng vội vàng của ngày đúng ngày 20 tháng 10 thì cũng nhân dịp là chúc tất cả các mẹ các chị sinh nhật tươi tắn, thành công trong sự nghiệp và công việc nhé. Quan trọng là sức khỏe và hạnh phúc. Đấy. Kênh chim của gái hay thì bắt đầu tiếp tục gửi những đơn hàng đi khu vực miền Nam. Đấy. Thì chuẩn bị cái công tác đóng những cái con chuột này để gửi đi cho các bạn trên toàn quốc luôn. Rất là đẹp. Đây là những con này, con chuột lang bỏ ú nhé. Em thường đóng và gửi đi cho các bác rất là nhiều. Đấy. Đây là những cái khu vực để gửi vào. Và đây là những cái khách hàng ở xa. Xa thì em phải đóng những chú chim này trên tinh thần là để gửi đi cho các bác. Đấy. Hả? Ừ. Bây giờ đóng đi. Đây là về đâu đây? Về đâu đây? Nè. Đây là về Chí Linh Hải Dương nha các bác nhé. Thôi ít thôi. Cho ít cỏ. Con đực to, đực to, đen xì. Không, con đấy đấy ở bên Vĩnh Phúc. Con này, con kia. Ừ. À, đấy. Đấy. Mỗi em một chuồng. Mỗi em một chuồng. Đều đều, chia đều. Đây là gửi đi. Đây thì đơn này thì em gửi đi Vĩnh Phúc, Tam Đảo. Tam Đảo Vĩnh Phúc nhé các bác nhé. Khi đi rồi em thường cho cỏ như này thì nó rất là mát, nó sẽ bú nước được, ăn cỏ là nó có nước mà. Mỗi con một ô, một ngăn một chuồng như này rất là đảm bảo. Nếu như các bác tình ý thì đây cũng thế thôi, em đi sọt những chú chim này rất là khỏe mạnh, nhanh nhẹn.
bộ cầu bộ kiểng rất là ok luôn. Đây này, em gửi đi đâu đây các bác? Đi Khánh Hòa nhé, Khánh Hòa. Đấy. Khánh Hòa. Anh bắt chim ở đây đi. Được rồi, ok. Cái phiếu kia đâu? Ở đây. Đây em gửi đi bến xe An Sương nhé. An Sương, các bác đã chuyển khoản. Thì đây là cái thông tin của kênh Chim Cu Gái Hay của đồng chí Thao tại Ba Vì. Hôm nay đúng ngày 20 tháng 10, em cũng sắp xếp để gửi đi 4-5 đơn để phục vụ anh em. Đây là cái kênh bán mặt hàng chủ yếu là cái chuột bọ ngũ và chim cu gáy, cũng như là con giống đà điểu, và ba cái sản phẩm con giống rất là quý hiếm độc đáo tại Ba Vì của em. Xin chào và hẹn gặp lại các bác. Như vậy là lên một cái lượng đơn hàng đều đặn, ngày nào cũng đi các tỉnh các bác nhé. Những chú chim rất là đẹp, rất là dài người, rất là thổ. Đấy. Biết tả như thế nào thì các bác nào, bác nào nuôi chim thì các bác nhìn chim các bác biết ngay, nếu bác nào đã từng nuôi chim. Đấy. Đã đóng đóng kín cái hộp này cái cho ra xe luôn, lên xe. Đây bác này là cũng là khách trên tinh thần là họ đã xem kênh. Đấy. Họ đã xem kênh rồi, họ sẽ tin tưởng thì họ đã CK, có nghĩa là đã chuyển khoản. Thì đội 2 Diên Khánh, Khánh Hòa. Đấy, thôn. Đấy. Số điện thoại rõ ràng công khai luôn các bác nhé. Đấy, còn hình thức chất lượng thì mình cũng không biết là lên tả như thế nào cả. Bởi vì nó có sao thì mình quay vậy thôi. Đúng ngày 20 tháng 10, ngày của các mẹ các chị. Chúc các mẹ các chị khỏe mạnh, tươi tắn, xinh đẹp. Đấy. Lúc nào cũng thành công như là hoa nở mùa xuân ấy. Những chú chim này sẽ được tại trang trại của đồng chí Thao luân chuyển và được chuyển đi cho anh em ở Khánh Hòa, rồi ở bến xe An Sương, bến xe miền Đông, miền Tây, Cần Thơ, Đồng Tháp. Đấy, rất nhiều, đặc biệt là các khu vực Nghệ An, Thanh Hóa và các anh em ở các tỉnh phía Bắc. Đấy. Rất đẹp luôn nhá. Đấy. Thế thì sẽ lên xe thôi. Lên xe để tiếp tục thực hiện những cái đơn hàng tiếp theo. Đấy. Lên xe. Đấy. Nhanh lên, hết giờ em. Đấy. Đây là cái cổng trang trại cơ sở nhà mình. Để xuống bê cái kia ra, để đất, để đất bê kia ra. Bê cái thứ để đấy, anh tự xếp cho ngả ghế cho nó sực mà. Ngả ghế cứ để thế, xếp hàng chọn này vào một đường mà. Thì em bê cái hai cái trong kia ra cho anh đi, anh đã bảo thế rồi. Đấy. Chim rất trường chim. Này anh em, ở nhân viên ở đầu Hà Nội họ sẽ cho ăn cho uống và sẽ bàn giao với các xe đường dài nha các bác nhé. Trồng lên, trồng tất hai cái lên một sắp thế. Rồi, cho hai đứa này lên. Một đơn đi bên xe An Sương, một đơn đi Khánh Hòa, một đơn đi Vĩnh Phúc và một đơn đi Hải Dương. Cho đồ thế thôi. Lên đường. Kết thúc con số 81. Nhà thì đóng rất nhiều những cái sọt này để gửi hàng đi xa các bác nhé. Đấy. Đây, em này thổ sấm đấy. Em này thổ sấm luôn. Rất là tợn chim. Một củ lên đường luôn nhá. Anh em nào thích con sấm đánh dấu chân rồi. Giá Covid 1 triệu luôn. Tướng đá rất là to chắc chắn.